Kính thưa quý vị bà con cô bác xa gần, hôm nay xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Liên Thành, Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng. Trong mấy tuần qua, tôi có đọc hai bài viết của Trịnh Công, tức Nguyễn Văn Liễu, và bài của anh Bằng Phong Đặng Văn Âu viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Công viết, Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị. Bằng Phong, Đặng Văn Âu viết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một thiên tài đồng lõa với tội ác. Hai tác giả với hai bài viết nói về Trịnh Công Sơn, nội dung khác nhau, nhưng hầu như cả hai đều đưa ra chỉ một vài dữ kiện, hoặc khách quan, hoặc chủ quan, qua tình bạn của họ đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để rồi, Trịnh Công và Bằng Phong Đặng Văn Âu đều không kết luận được, hoặc là không muốn kết luận. Một điều quan trọng nhất, Trịnh Công Sơn bên nào? Bên này, bên kia, hay nói trắng ra là Trịnh Công Sơn là ai? Quốc gia hay cộng sản? Đã bao năm qua, kể từ sau 1975 và mãi đến những ngày gần đây, tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng sau khi đọc xong bài của Trịnh Công, cũng như của Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi quyết định lên tiếng về những gì mà vì lý do nghề nghiệp tôi đã phải nắm rất tường tận về Trịnh Công Sơn. Lý do thì cũng đơn giản, quý vị có thể hiểu được khi đọc xong bài này. Cuối cùng thì giờ đã điểm, qua bao nhiêu ca ngợi, bao nhiêu tranh cãi, lý luận, có lẽ đã đến lúc Trịnh Công Sơn nên trở lại với những gì của Trịnh Công Sơn. Đó là sự thật về con người Trịnh Công Sơn. Trong một bối cảnh mà đất nước đang nghiêng ngả tang thương bởi nhiều vấn nạn, cộng với một thảm họa tày trời, sự xâm lăng của toàn bộ lực lượng Cộng sản quốc tế, đặc biệt là Trung Cộng, qua bàn tay Cộng sản Hà Nội, Trịnh Công Sơn đã cống hiến gì cho quốc gia? Giữ nhiệm vụ trưởng cơ quan an ninh tình báo Thừa Thiên Huế từ năm 1966 đến đầu 1975, tôi có bổn phận phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ sinh mạng và tài sản cho đồng bào trong tỉnh, và trên hết mọi chuyện là đối phó với Cục Tình báo Chiến lược Bắc Việt, lồng vào đó là một mạng lưới tinh vi và dày đặc cộng sản nằm vùng tại Huế. Thật không sai khi nói Huế là một ổ nằm vùng. Do vậy, có lẽ chúng tôi là người may mắn phải có bổn phận biết rất kỹ về Trịnh Công Sơn và toàn bộ những phần tử hoạt động cộng sản khác của Huế. Tôi biết Trịnh Công Sơn và nhóm người nối giáo cho giặc này dưới tất cả các khía cạnh khác nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ thói quen đến phẩm hạnh, đến tiểu sử, đến gia đình, thậm chí nếu cần thì cả gia phả, vân vân. Tôi đều có bổn phận phải biết. Và tôi sẽ lên tiếng một cách thẳng thắn về những sự việc, thông tin, dữ kiện mà chúng tôi có được về đương sự trong bài viết này. Hy vọng sẽ cung cấp cho lịch sử và cho những ai quan tâm đến vấn đề Trịnh Công Sơn, cũng như các hoạt động chung của đương sự với các phần tử nằm vùng khác tại Huế, mà dù yêu, dù ghét, dù hận thù, dù ngưỡng mộ tôn sùng, dù căm phẫn, những thông tin chính xác và cần thiết để quý vị có thể tự mình thẩm định lại một cách đúng đắn về con người Trịnh Công Sơn. Bởi vì mỗi con người chúng ta, dù thế nào đi nữa, không ai muốn bị bịp cả. Trịnh Công Sơn bên nào, bên này hay bên kia, quốc gia, cộng sản. Trước khi xác nhận cũng như công bố nhiều chuyện liên quan đến Trịnh Công Sơn, xin được phác họa lại tình hình an ninh và nội chính của Thừa Thiên Huế sau ngày 1 tháng 11 1963. Sau đạo chánh, ảnh hưởng và thế lực chính trị của Phật giáo Ấn Quang và đặc biệt Trí Quang Đông Hậu đối với chính quyền trung ương cũng như địa phương và trong hàng ngũ tín đồ Phật giáo tại miền Trung, nhất là tại Huế, quá mạnh. Chùa Từ Đàm trở thành dinh độc lập hai,
Đó là trung tâm quyền lực thực sự cho cả miền Nam Việt Nam. Tại miền Trung, chùa Từ Đàm là tàn cây cổ thụ đầy bóng mát, che chở cho mọi hoạt động của các cơ quan dân vận, tôn giáo vận, trí thức vận, tổ chức học sinh, sinh viên giải phóng thành phố thuộc Đại học Huế và các trường trung học. Tất cả đều nằm dưới sự điều động của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và thành ủy Việt Cộng. Hầu như không có một cơ quan an ninh nào của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dám sờ vào các ổ nằm vùng gần như công khai này. Họ chỉ lấy vải thưa để che mắt thánh. Nhưng thật tình không ai dám đụng đến họ cả. Nếu đụng đến họ, sẽ bị lưu loa là tàn dư mật vụ nhu diệm, là đàn áp Phật giáo, là tàn đời. Mọi tổ chức, mọi cơ sở nội thành của Việt Cộng được phát triển hết năng suất. Tất cả là nhờ tài điều binh khiển tướng của Trung tá Điệp viên Hoàng Kim Loan thuộc Cục Tình báo Chiến lược Bắc Việt. Trung gian liên lạc là bí thư thân tín của Thích Trí Quang, Nguyễn Khắc Từ. Sau 1975, Nguyễn Khắc Từ lộ diện là viên đại tá Việt Cộng, hỗ trợ tận tình cho Hoàng Kim Loan là Trí Quang Đông Hậu. Có thể nói từ 1963 sau đạo chánh đến 1966 là thời gian nổi loạn miền Trung của Thích Trí Quang, Thích Đông Hậu. 3 năm oan nghiệt này là thời đại mặt bận của tất cả các cơ quan tình báo dân sự cũng như quân sự của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trí Quang, Đông Hậu và hệ thống rất lớn các thầy tranh đấu của họ đã xóa sổ các cơ quan tình báo xuất sắc của chính phủ tại nhiều nơi. Đặc biệt thảm hại nhất là tại Thừa Thiên Huế, hủy diệt các cơ quan tình báo có nghĩa là mở đường cho Cộng sản tự do ra vào, có nghĩa là sinh mạng miền Nam đang hấp hối. Trước 1963, đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung là do ông Dương Văn Hiếu làm trưởng đoàn, nhưng người chỉ huy thật sự bên trong lại là ông Ngô Đình Cẩn. Ông là một người có năng khiếu thiên phú về tình báo, dù chưa hề qua một trường lớp đào tạo chính quy nào. Có thể nói đây là một năng khiếu bẩm sinh kỳ lạ của ông, đặc biệt là năng khiếu chống du kích chiến và chống dối loạn trong thành phố. Cơ quan tình báo tinh nhuệ này đã phá vỡ và bắt giữ hầu như toàn bộ các cán bộ tình báo cao cấp của Bắc Việt gửi vào miền Nam. Đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung đã bẻ gãy mọi mưu toan của Hà Nội về chính trị cũng như quân sự, nhất là mục đích phá rối chính trị để làm suy sụp miền Nam. Xin dẫn chứng tài năng và công lao rất lớn của ông Ngô Đình Cẩn qua lời nói của đối thủ, Đại tướng Cộng sản Văn Tiến Dũng. Dư thời Diệm, ta đã gửi vào miền Nam 60.000 cán bộ, cuối cùng chỉ còn 5.000, như vậy là thiệt hại tới 90%. Sau khi ông Anh là Tổng thống Diệm bị đảo chánh, bị đám tướng lãnh phản loạn bất chấp luật pháp, bất chấp kỷ cương phép nước, bất chấp đạo lý, bất chấp tình người, giết, thì ông em Út cũng bị cùng chung số phận. Tòa án gì đây? Luật pháp gì đây? Luật của Trí Quang, luật của Đông Hậu, luật của cái gọi là Phật giáo đấu tranh. Tội gì, thưa quý vị? Tội bắt nhiều cộng sản. Ông Dương Văn Hiếu nhờ có ông Cẩn thế mạng rồi, nên quý thầy hơi khó làm áp lực giết thêm nữa. Sau đó nhờ đế quốc Mỹ xâm lược can thiệp, nên chỉ bị tù. Một cơ quan tình báo tinh nhuệ, đặc biệt và bí mật khác do ông Phan Quang Đông chỉ huy cũng bị xóa sổ. Cơ quan này hoàn toàn chỉ liên quan đến những điệp vụ quan trọng ngoài Bắc mà thôi. Họ không hề dính dáng gì đến chuyện đàn áp Phật giáo cả. Cũng bị Thích Trí Quang vu vạ trồi giết. Theo lệnh Hà Nội, Trí Quang áp lực, yêu cầu chính phủ đương nhiệm qua trung gian Nguyễn Chính Thi tử hình Phan Quang Đông, một viên chức chỉ huy tình báo tài ba xuất sắc, với tội mật vụ nhu diệm. Cơ quan tình báo thứ ba hoạt động rất hữu hiệu tại Huế là Ty Công an Thừa Thiên của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Số phận cơ quan này cũng bi thảm không kém. Ông Lê Văn Dư, trưởng ty, bị bắt giữ. Hầu hết nhân viên phụ trách tình báo của ba cơ quan này hoặc bị sa thải, hoặc bị bắt, hoặc bị thuyên chuyển khỏi các chức vụ trọng yếu. Tất cả cũng với tội danh tương tự, mật vụ, nhu diệm, đàn áp Phật giáo, thủ tiêu quý thầy, v.v.
Sau khi loại trừ sạch các thành phần mật vụ nhu diện ác ôn, các thầy liền thay vào cái bình cũ là cơ quan tình báo của Việt Nam Cộng Hòa. Loại rượu mới do quý thầy bào chế ra, đó là rượu nằm vùng. Một, nguyên quận trưởng cảnh sát Nguyễn Văn Cán, một cơ sở tình báo rất quan trọng của Trung tá điệp viên Cộng sản Hoàng Kim Loan, được phong làm trưởng ty cảnh sát quốc gia thị xã Huế. Ngoài ra, Nguyễn Văn Cán còn là cơ sở nuôi dưỡng tên Phan Nam, thành ủy viên thành ủy Việt Cộng Huế, đặc trách an ninh của cơ quan thành ủy Việt Cộng, trú ngụ thường xuyên trong nhà của Nguyễn Văn Cán. Sau 1975, Phan Nam làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. 2. Trần Văn Cư, đệ tử thân tín của ông Đông Hậu, được phong làm trưởng ty công an Thừa Thiên. Trần Văn Cư chính là người thẩm vấn thụ lý nội vụ ông Phan Quang Đông, thừa lệnh Cộng sản Hà Nội. Đông Hậu và Trí Quang ngầm ra lệnh cho chính quyền xử bắn Phan Quang Đông tại sân vận động tự do thuộc quận 3 thị xã Huế với tội danh mật vụ nhu diệm, đàn áp Phật giáo, thủ tiêu quý thầy, vân vân. Đau đớn và cười ra nước mắt là từ 1966 tới 1968, Haiti cảnh sát lại giao cho hai tay nội tuyến Việt Cộng. Ty cảnh sát quốc gia tỉnh Quảng Trị thì trưởng ty lại là Đại quý Lê Cẩm Thâm, làm việc cho cơ quan quân báo của Việt Cộng. Ty cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế thì trưởng ty là Đoàn Công Lập, nhân viên thuộc cấp của Trung tá điệp viên Cộng sản Hoàng Kim Loan. Khoảng thời gian dài này là thời gian hoàng kim tuyệt đỉnh của các hoạt động cộng sản nằm vùng. Chỉ cần dán nhãn hiệu mật vụ nhu diệm đàn áp Phật giáo, thủ tiêu quý thầy cho kẻ thù là mọi việc xong ngay. Cả miền Nam hoang mang, lo sợ, điêu đứng, biết bao thân phận bị vùi dập cũng vì cái khẩu hiệu này. Sau khi ba cơ quan tình báo trọng yếu và vô cùng hữu hiệu này bị các thầy xóa sổ, các tổ chức cơ sở Việt Cộng trong thành phố Huế sinh sôi nảy nở, phát triển tự do như rạ, như nấm. Chính quyền tuy biết nhưng không dám đụng đến vì sợ đụng chạm đến Phật giáo, sợ đến kinh hoàng mấy chữ mật thám nhu diệm đàn áp Phật giáo. Quý thầy đã thật sự thành công trong việc tự tôn, tự đồng hóa các thầy là Phật giáo. Nói đến đây tôi không khỏi không bật cười, nhớ đến chuyện cũng tương tự như vậy. Đó là chuyện trên 30 năm nay, Đảng Cộng sản Hà Nội cũng đã tự đồng hóa mình là Tổ quốc, và Cộng sản cũng đã thành công, quý thầy cũng thành công. Đại đa số các tổ chức Cộng sản như thế, và hầu hết những kẻ tham gia trong các tổ chức đó, đều đã được Trí Quang, Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Kim Loan bọc cho cái vỏ tôn giáo, tỉ như Liên đoàn Học sinh, sinh viên Phật tử, công chức Phật tử, quân nhân Phật tử, cảnh sát Phật tử, tiểu thương Phật tử, chợ Đông Ba vân vân. Thành phố mọc lên như rạ những địa điểm hội họp, tiếp xúc của nhiều trí thức, giáo sư, sinh viên, học sinh, hoạt động cho các tổ chức trí thức vận, tôn giáo vận của thành ủy Huế. Những địa điểm này trong danh từ chuyên môn, chúng tôi gọi là những căn cứ lõm của địch, tỉ như một quán cà phê bạn tôi, ở đường Đào Duy Từ tại vùng đập đá thuộc quận 3, thị xã Huế. Thành lập bởi Lê Văn Sâm, sinh viên luật khoa, chủ quán, có Ngô Kha, vợ chồng giáo sư Đỗ Long Vân ở Pháp về, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Hữu Ngô, nhà văn Túy Hồng, Phan Duy Nhân, Trần Quang Long. 2. Lực lượng giáo chức tranh đấu tại Huế. Chủ tịch kiêm chủ bút diễn đàn báo dân là Hoàng Phủ Ngọc Tường, phó chủ tịch là giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm. Ngoài ra còn có tờ Sinh viên Huế của Tổng hội Sinh viên Huế và tờ Lập trường của nhóm trí thức Đại học Huế do giáo sư Tôn Thất Hanh làm chủ nhiệm, chủ trương chống lại cái gọi là chế độ diệm mà không diệm. Quý vị độc giả, ai là người uyên thâm, xin hãy diễn giải và dẫn chứng rành rẽ, cụ thể, chứng minh giùm tôi, diệm mà không diệm này. Tôi chịu thua, những lộng ngôn này là do ai làm ra, ai sáng tác, ai nghe theo, mục đích là gì? Phá nát tất cả các chính quyền miền Nam, bất kể là ai lãnh đạo. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị họ gián tiếp giết,
phong cho danh hiệu mang đầy tính tội ác, trùng rặng, răng đe, mỹ diệm, mật vụ, nhu diệm, đàn áp Phật giáo, thủ tiêu quý thầy. Đất nước sau đó tang thương đổ vỡ, chính trị rối loạn, nhưng vẫn chưa vừa lòng. Thừa thắng xông lên, họ răng đe các chính quyền kế tiếp khác bằng khẩu hiệu, mang tính bình mới rượu cũ, diệm mà không diệm. Chỉ đơn giản vậy, nhưng buồn cười thay, một loạt các chính quyền sau đó đều xếp tre, không dám hó hé với nhóm Phật giáo đấu tranh này. 3. Tuyệt tình cốc. Nằm tại hẻm Âm Hồng thuộc quận 1 thị xã Huế, nguyên là ngôi nhà của cha mẹ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Sau khi hai ông bà dời nhà ra gần cửa Đông Ba, anh em Tường, Phan biến nơi này thành trung tâm hội họp hoạt động của đám sinh viên trí thức cơ sở thành ủy Việt Cộng Huế. Tuyệt tình cốc là một ngôi nhà tranh trong một khu vườn nhỏ có cây ngọc lan, đến mùa hoa nở hương thơm ngát. Nhóm Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan đã đặt tên cho cây ngọc lan này là cây hoa tình và ngôi nhà kia là tuyệt tình cốc, vay mượn trong tác phẩm kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của tác giả Kim Dung. Tuyệt tình cốc thường xuyên do anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì, sau này còn có họa sĩ Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, nữ văn sĩ Túy Hồng, Ngô Kha, Trần Bằng Sao, Trần Quang Long, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Xuân Kim, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Huế, cũng đã xuất hiện nhiều lần tại đây. Hầu hết đám này là cơ sở sinh viên và trí thức vận của thành ủy Huế. Tuyệt tình cốc cũng là nơi xuất bản tờ báo Việt Nam Việt Nam của nhóm trên trong khoảng thời gian phong trào tranh đấu miền Trung của Thích Trí Quang, giai đoạn cao điểm vào đầu hè 1966. 4. Căn phòng của Lê Văn Hảo. Giáo sư nhân chủng học, Đại học Huế cũng là nơi mà Hoàng Phủ Ngọc Tường và đám sinh viên hoạt động cho thành ủy Việt Cộng dùng làm nơi viết và xuất bản báo chí. Vô số những trí thức, học sinh, sinh viên hoạt động cho Việt Cộng tại thành phố Huế, họ tham gia sách động trong vai trò lực lượng quần chúng, cách mạng đấu tranh của biến cố 1963, rồi cuộc tranh đấu bạo động 1966. Hãy nhìn để phải giật mình tự hỏi, Huế không mất vào tay Cộng sản trước Mậu Thân 1968, thì quả thật là một phép lạ. Hãy nhìn danh sách một ổ Việt Cộng nằm vùng dưới đây. Nguyễn Thiết, sinh viên luật khoa phụ trách thanh niên thành ủy Huế, thoát ly lên mật khu 1965. Trần Quang Long, sinh viên Việt Hán Đại học Sư phạm, thoát ly năm 1968. Lê Minh Trường, sinh viên mỹ thuật, vượt ngục lên mật khu, sau đó xâm nhập tái hoạt động bị lực lượng cảnh sát đặc biệt phục kích bắn chết tại làng Hải Cát Hà, quận Nam Hòa. Vĩnh Kha, sinh viên văn khoa, chủ tịch Tổng hội sinh viên, đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử. Hoàng Phủ Ngọc Tường, giáo sư. Hoàng Phủ Ngọc Phan, sinh viên y khoa. Nguyễn Đính, sinh viên văn khoa, bút hiệu Trần Vàng Sao. Phạm Thị Xuân Quế, bác sĩ, chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Huế. Thái Thị Ngọc Dư, sau này đậu tiến sĩ địa lý học tại Pháp. Trần Anh Tuấn, tiến sĩ luật khoa tại Mỹ. Hoàng Văn Giàu, phụ khảo Đại học Văn khoa Huế, đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử Huế, hiện ở Úc Châu. Thái Thị Kim Lan, sinh viên văn khoa, sau du học đậu tiến sĩ triết học tại Đức. Nguyễn Đắc Xuân, sinh viên Việt Hán Đại học Sư phạm. Huỳnh Sơn Trà, sinh viên y khoa, thoát ly 1968. Nguyễn Văn Sở, Đại học Sư phạm Anh Văn, thoát ly 1968. Lê Thanh Xuân, thoát ly 1968. Ngô Yên Thi, sinh viên văn khoa, thoát ly 1968. Nguyễn Hữu Ngô, sinh viên mỹ thuật. Trần Hoài, sinh viên Việt Hán, Đại học Sư phạm, thoát ly 1972. Nguyễn Thị Đoan Trinh, sinh viên dược khoa Đại học Sài Gòn, sát thủ Mậu Thân 1968, y thị trực diện đeo băng đỏ, nổ súng, hạ sát rất nhiều người, thoát ly ngay sau Cộng sản bại trận Mậu Thân. Lê Văn Tài, sinh viên mỹ thuật, thoát ly 1968, hiện ở Úc Châu. Bà Đào Thị Yến, tức bà Tuần Chi, nguyên hiệu trưởng trường nữ trung học Đồng Khánh, và cũng là tình nhân của Thích Đông Hậu.
thoát ly tra bắt cùng với Thích Đông Hậu, sao mậu thân cùng với giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm, giáo sư Lê Văn Hảo, vân vân. Và còn rất nhiều nữa. Những cơ sở này hiệp lực cùng với Thích Trí Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Đông Hậu, Thích Chánh Trực. Bí thư thân tín của Thích Trí Quang là Đại tá Tình báo Cộng sản Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Kim Loan, Trung tá Điệp viên Cục Tình báo Chiến lược Hà Nội. Như thế đủ để phá nát Huế chưa? Thưa, quá đủ. Vì thế, miền Trung đặc biệt Huế đang bị nhuộm đỏ cách mạng, vừa hồng vừa chuyên. Miền Trung đang sôi sục lửa đấu tranh căm thù giai cấp, đang là địa ngục của một mạng lưới cộng sản nằm vùng khổng lồ, bán mình cho quỷ. Ngày 23 tháng 1, 1965, Thích Trí Quang cho lệnh học sinh sinh viên, đồng bào biểu tình kéo đến đốc tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại số 4 đường Đống Đa. Sau đó đoàn biểu tình kéo đến đốc phòng thông tin văn hóa Hoa Kỳ tại số 8 đường Lý Thường Kiệt thuộc quận 3 thị xã Huế. Ngày 27 tháng 2, 1965, đám này họp báo ra mắt phong trào tranh đấu bảo vệ hòa bình và hạnh phúc dân tộc và phong trào dân tộc tự quyết. Chủ tịch là Thượng tọa Thích Quảng Liên. Các thành viên, bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến, thân sinh bà Phạm Thị Thanh Vân, tức bà Ngô Bá Thành, nhà báo Phi Bằng, tức Cao Minh Chiếm, luật sư Trịnh Đình Thảo, giáo sư Tôn Thất Dương Kỷ, bác sĩ Lê Khắc Quyến, khoa trưởng Đại học Y khoa Huế, cũng bí mật nằm trong tổ chức này. Về phong trào dân tộc tự quyết, chủ tịch là luật sư Nguyễn Long, các đoàn viên chủ chốt là kỹ sư Hồ Văn Bửu, kỹ sư Tô Văn Cang. Hai tổ chức này đều đòi hỏi quân đội Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Vấn đề thống nhất của Việt Nam phải để cho người Việt Nam tự quyết. Ngày 1 tháng 3, 1965, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Phan Huy Quát, ra lệnh cách chức gần 50 công chức và khoảng 30 người bị bắt giữ, trong đó có Cao Minh Chiếm, giáo sư Tôn Thất Dương Kỷ và thú y sĩ Phạm Văn Huyến. Ba nhân vật này được giải ra Huế. Tướng Nguyễn Chính Thi muốn thả dù nhóm này qua bên kia vị tuyến 17. Thủ tướng Phan Huy Quát phản đối vì sợ báo chí và dư luận quốc tế xuyên tạc. Ngày 19 tháng 3 năm 1965, tướng Nguyễn Chính Thi chủ tọa một buổi lễ ngay tại bên này cầu Hiền Lương. Sau bài diễn văn, Cao Minh Chiếm, Tôn Thất Dương Kỷ và bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến được dẫn từ phía bên này cầu thuộc vùng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sang đến giữa cầu giao cho Cộng sản Hà Nội. Cả ba lặng lẽ đi qua phía bên kia cầu phân chia biên giới Nam Bắc. Tình hình Huế mỗi ngày mỗi trầm trọng. Ngày 6 tháng 6, 1966, lúc 12 giờ trưa, trên đài phát thanh đấu tranh tại Huế, Thích Trí Quang, tên cờ gian bạc lận buôn thần bán thánh này, trút con bài cuối cùng bàn thờ Phật. Trí Quang chơi xả láng canh bạc cháy túi, không kể gì đạo đức tối thiểu, đưa bàn thờ Phật xuống đường. Phật nào đồng ý cho hành động này? Ngược lại, Phật đã đậu trì người con trung nghĩa xứ Huế. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan và lực lượng đặc nhiệm dẹp loạn miền Trung. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ